Nếu bạn nào mà còn có tư duy trả đũa, coi cái video này xong chắc nó cũng không có muốn nghe cái câu trả lời này đâu. Nhưng tin chị đi, khi em làm được cái chuyện tha thứ, khi em làm được cái chuyện chữa lành, khi em làm được cái chuyện cao thượng bước đi và không có chấp nhận những cái mối quan hệ cũ nữa, và sống cái cuộc đời tử tế của em á, thì tự nhiên em sẽ thấy phép màu xuất hiện. Em sẽ thấy em tỏa ra một cái năng lượng khác đó. Và những cái người cũ của em họ dần dà, em không cần cái sự nể từ họ, chị nói thiệt em cũng không cần cái sự nể từ họ, nhưng em nhìn thấy được là họ rất là nể em. Họ nể em và họ tôn trọng em và họ biết em là người tử tế. Hãy học thêm những kiến thức này bằng cách qua kênh YouTube Nhi Lê, bấm subscribe và nhấn cái chuông. Kiến thức là miễn phí, hành động là ở bạn.